Vâng, lồng lưới em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ về cái mẫu lồng cua, một cái mẫu lồng mà các bác anh em sử dụng nhiều nhất. Lồng cua này thì hôm nay em sẽ quay cái lối vào này. Đây là cái hom vào của nó nhé. Cái hom cửa vào này của nó là cao 13. Và với cái lồng lưới này thì đã rất nhiều bác đã biết tới đơn vị em. Đây là lồng nhà em làm riêng nhé, để sản xuất tới các bác nhà mình. Cho nên là chất liệu lưới của nó rất chi là to, xương cứng và khóa rất chi là chắc chắn như thế này. Với cái mẫu lồng mà cua này thì sẽ phải thiết kế lưới riêng các bác. Nó không thể như những cái mẫu lưới cá được, bởi vì lồng cua nếu mà sử dụng lưới mỏng nó sẽ cắp đứt hết. Đây là cái chiều vào của nó là 13 này. Đây là hom này. Đấy, và đây là cái lối mở khi các bác nhà mình cho mồi vào. Và mồi của nó là gì? Một chút em sẽ chia sẻ để các bác nhà mình được biết. Cái bề mặt này của nó khi các bác sập xuống này là nó dài được 50. Dài 50 nhá. Và nó sẽ rộng là 35. Đấy, và với cái kích thước lồng này thì sẽ rất phù hợp đối với các bác nhà mình đi đánh cua. Cái này rất nhiều bác sẽ đánh được cả ếch nhá. Đấy. Bởi vì cái cửa của nó thấp, ếch nó rất là dễ vào. Và với lồng cua thì đơn vị em sẽ còn rất nhiều những cái mẫu lồng mà hôm nay em muốn đưa tới qua cái video ngắn này. Mẫu lồng cua này thì kích thước các bác biết rồi phải không ạ? Và khi đi đánh nhá, các bác một cái cách hiệu quả và đơn giản nhất là các bác đập con cá rô phi ra. Các bác treo vào đây này, cho nó thòng vào trong này. Đấy, cua thì khi thấy con cá là nó rất chi là thích vào. Nó có mùi nó đã vào rồi. Đấy, và với cái lồng cua này thì không, các bác mua ở đâu cũng không có cái chất liệu dày, khung cứng to. Lồng cua này thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi các bác mà mua từ 10 cái trở lên em đã miễn phí ship hoàn toàn. Và đại lý em sẽ giao xỉ lẻ trên toàn quốc. Bác nào mà đang muốn mua về bán với số lượng từ 50 hoặc 100 cái, 200 cái, 300 cái thì cứ liên hệ tới em nhé. Lồng lò xo. Lồng lò xo cũng có loại để các bác đánh cua nhé. Đây, ví dụ như cái lồng lò xo cỡ nhỏ này. Ôi, rất chi là chắc. Đây, cái cỡ nhỏ này kích thước của nó có 25-45. Có nghĩa là miệng 25, dài 45. Đây là cái cửa vào, cửa hai hom. Cái này đánh cả cá rô đồng nhé. Cái này có 40.000 đồng một cái thôi. 10 cái thì giá của nó sẽ là 400, miễn phí ship. Đấy, cái này đánh đá lăng, đánh cua, đánh cá rô đều được. Cái này thì em có đủ kích thước nhé. Ví dụ đây là kích thước 25-45 này. Sẽ có kích thước 30-60 để các bác mình đánh cá. Thì cái kích thước này đang được các bác sử dụng nhiều nhất đây, 30-60. Và lồng nhà em thì khi các bác đặt cái nó phải đứng nguyên như này thì mới gọi là mẫu lồng đẹp nhé, thép cứng. Đấy, cái này thì loại đẹp nhất em đang gửi cho các bác là 50.000 đồng một cái. Và kích thước 40-80, đây là kích thước 40-80 này. Chất liệu của nó mắt lưới là mắt 1,5 phân. Đem cho tay cho các bác nhìn đây, mắt 1,5 phân nhé. Cái này các bác có thể đánh cá chê, cá chuối, cá rô. Rất chi là ok luôn, 40-80. Đấy, và đây là lồng 33 này, lồng mắt 33 này, lồng 3 cửa nhá. Lồng 3 cửa, đây là mẫu lồng đẹp này. Em sẽ có hai loại. Một loại xấu hơn nữa thì rẻ hơn 20.000. Cái này là lồng đẹp này. Đấy, và với những cái mẫu lồng này giá của nó cũng từ 40.000 đồng trở lên. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới lồng cua, lồng cá, lồng 33, lồng bát quái, lồng lươn 3 hom. Lồng lươn 3 hom này thì em đã gửi số lượng quá lớn tới các bác luôn. Lồng này sẽ có hai mảnh và 3 hom đi theo. Chuyên để các bác mình đánh lươn đây. Đấy, cũng chỉ mấy chục ngàn một cái thôi. Đây này, đắp ghép vào đây như thế này này các bác này. Đấy, đánh rất chỉ là hiệu quả luôn nhá. Và đại lý em thì ở đâu các bác cũng có thể mua được. Cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Em lại tư vấn và sẽ gửi tới tận nhà các bác. Đấy, và lồng cua lại muốn quay một lần nữa. Bởi vì cái lồng này nó quá là đẹp luôn. Và đánh hiệu quả nữa. Có những bác mua cả 100 cái về sử dụng dần. Các bác sau thấy hay cũng lại gửi để mua cùng nữa. Thì đây là một mẫu lồng của nhà em làm ra thì sẽ gửi cho các bác giá sẽ rất chi là tốt nhé. 50.000 một cái, chục cái là 500 miễn phí ship. Đây là khi lắp hoàn thiện nó sẽ như thế này. Thế và cũng rất cảm ơn là các bác luôn quan tâm và đã ủng hộ tới shop em. Bác nào cần sản phẩm gì thì cứ gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo qua đầu số điện thoại đây em sẽ tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác.